ác là Pika Pika, là một loài chim thuộc họ quả, có phi đa. Nó là một loài chim có kích thước trung bình, dài khoảng 40 đến 51 cm, với lông màu đen và trắng. Ác là có đuôi dài, sẫm màu với hai lông đuôi dài, màu trắng. Đầu ác là màu đen với mỏ màu đen và chân màu xám. Ác là là loại chim ăn tạp, ăn nhiều loại thức ăn khác nhau, bao gồm côn trùng, thằn lằn, trứng, quả mộng và hạt. Ác là cũng là loài chim rất thông minh và có thể học cách sử dụng các công cụ. Ác là là loài chim phổ biến ở Châu Âu, Châu Á và Bắc Phi. Nó là một loài chim quan trọng trong hệ sinh thái, giúp kiểm soát quần thể côn trùng và các loài gặm nhấm.